qua té rồi kìa. Ôi trời ơi, bị té một cái qua trời quá lắm. Dạ. Bị cái thằng kia nó đè lên nữa. Đi dẹp lép hết trơn hết trời rồi. Hay da, bà Vũ, bà Vũ, bà Vũ. Bà Vũ, qua đây. Bị Ly kiếm cái áo cho cô Lương lại mặc đi. Trời ơi, nó té ướt cái áo trơn rồi. Họ nhìn thấy ngọn ngứa con bắt quá à. Ly kiếm cái áo đi. Cô Lương. Thôi cô Lương đừng có khóc nữa. Bà Vũ Ly kiếm cái áo cho Ly rồi. Đừng có khóc nữa. Trời ơi, cô Lương khóc mặt giống con cóc quá à. Đừng có khóc nữa. Là, Ly cho ngồi hỏi thăm là Ly kêu mí mạng. Cái gì thấy mẹ? Lộn, ngồi nói lộn tiếng Tàu. Lý tên gì? Tên gì? Phải rồi. Dạ thưa em tên là Lài. Tên Lài lẹp quá vậy. Dạ em thứ ba, nhà em ở dưới xóm Dừa đó. À, dạ không biết còn đi, Lý kêu thấy mẹ. Không phải, Lý kêu mí mẹ. Tên gì? Dạ, ông anh tên gì? Dạ. Mở họ Mạc. Trời họ gì kỳ vậy trời. Không, họ Mạc thôi chứ họ giàu dữ lắm à. Dạ. Ừ, họ là dân thương phuôn từ ở Trung Quốc qua đây mà. Ồ, vậy là bên Tàu qua người nước ngoài. Phải rồi, dạ. Phải rồi. Đó, dạ. Lần đầu tiên họ tới Lắc Hà Tiên này nha. Ây da, cái Lắc Hà Tiên này nó lẹp quá, trời quá Lắc à. Dạ. À, mà con ngai Hà Tiên cũng lẹp nữa. Trời ơi, con ngai Hà Tiên nó lẹp vậy quá, trời quá Lắc, từ trên dưới lẹp quá, trời quá Lắc. Dạ, mặt da quá khen á, đúng là cảnh Hà Tiên thì hữu sắc lắm. Phải rồi. Còn người Hà Tiên thì hữu tình lắm. Ây da. Nhưng mà chỉ sợ mặt da chê cái đất này nghèo, rồi cái đất này xấu, mặt da không có chịu ở lại thôi hả? Cái gì? Dạ, dạ. Sai. Dạ, dạ. Mũi. Cái gì? Mũi. À, nó lập mũi hả? Dạ, đập mũi. Trời đất ơi. Dạ, Hà Tiên này nhiều mũi lắm. Dạ. Lý lập mũi hay là lập con gà mái vậy? Lập mũi phự quá trời phự à. Lập nhỏ nhỏ thôi, cho ngồi làm ăn chút xíu mà. Cô Liên, nói cô Liên nghe nè. Dạ. Trời ơi, cái Lắc Hà Tiên này lép như vậy. Con ngai Hà Tiên này lép như vậy. Bộ ngu sao ngồi không ỉa lại chứ. Hả? Nó ỉa lại đây, cắt nhà đây luôn á. Dạ. Nói cô ba nghe nha. Dạ. Nè, nhưng mà không biết là trời có chiều lòng ngọ cho ngồi ỉa lại đây không vậy? Trời đất ơi, mặt da nó chỉ nghe thấy thương quá hà. Nếu mà trời không có chiều lòng người thì người sẽ chiều lòng người. Coi nè, nhìn cái cách ảnh mặt của mặt da nghe. Đó, quần áo bảnh bao nè. Phải rồi. Lím tráng như vậy, chắc là mặt da chuẩn bị kỹ càng lắm phải không? Phải rồi chứ. Lập nghiệp ở đây phải không? Hay sau đó là lập gia đình luôn phải không? Cái gì vậy? Dạ. Cô ba làm cái gì vậy? Con mũi nó cắn em. Trời ơi, nó cắn lâu rồi lại kêu lớn như vậy. Dạ, nó bay, nó lượn, nó bay vậy, nó bay. Xuống chút xíu. Dạ, nó cắn à, bắp dế em nè. Trời ơi, con mũi này ngu quá trời chứ. Cái bắp dế mà kêu xuống chút xíu, thôi mày xuống tuốt luôn như vậy. Trời, bắp dế cứng ngắc à, cắn cái gì? Đi cắn bắp lùi nó mới mềm chứ. Không, nói giỡn với cô ba thôi. Thằng Giang nói chuyện nghe thấy thật thà quá à. Nói thật thà lắm mà. Ngọ nói giỡn với cô ba chơi thôi à. Nói cô ba nghe nghe cái lường tình cảm của ngọ đó. Cái lường tình cảm của ngọ không có được may mắn lắm à. Nhưng mà ngọ làm ăn hay lắm. Vậy à? Không có thằng nào giàu bằng ngọ trơn à. Trời đất ơi. Ngọ giàu lắm. Dạ. Phải rồi, ngọ nói cho Liên nghe nè. Ngọ có nguyên một cái tàu á. Dạ. Nguyên một cái tàu á, đang lậu ngoài cảng á. Hả? Cái tàu lậu ngoài cảng. Trời ơi, bộ mặt giao buôn lậu sao hàng chi giàu quá. Không có hả? Phải lậu lại, nó cập bến lại lắm mà. Cái tàu buôn nó cập bến lại. Dạ cái đó đây dân Hà Tiên tụi em không có nói là lậu, mà tụi em nói là đậu. Đậu lại phải. Đúng rồi nè, con mũi nó bay cái nó đậu lên gì nè. Dạ, dễ thương quá trời quá đất à. Con người ngọ thoải mái lắm, nói chuyện nhiều khi cô ba đừng có buồn. Dạ. Nhiều khi ngọ già quá không biết làm gì, biết là tiền bạc dắt trong túi như là đó. Ví dụ như Ly qua Ly lại thấy ăn mày á, muốn cho nó nè. Nó cho nó không lấy cái ngọt cắt lại. Ủa nó lấy mà. Mày lấy mà xè tay mà. Không, nó lấy chậm quá à. Ngọ cắt lại rồi. Trời ơi, mặt da thật thà quá à. Phải rồi, ngọ thật thà lắm. Ngọ nói ngọ muốn ăn là ngọ muốn ăn. Mà dạ. Ngọ muốn chơi là ngọ muốn chơi à. Bữa nào mời cô ba lên tàu ngọ chơi với ngọ một cái. Dạ không có được, trời đất ơi. Dạ không có rồi, cái này là hơi quá thật thà ha. Không có phải, lên đó rồi ngọ tải cô ba ăn. Lồ ăn nhiều lắm. Dạ không có được, ba má ăn, em ăn khó. Ăn chơi. Dạ không, ba má em khó lắm. Không ấy, chiều chạng vạng tối đó, cái mặt da về với xóm em á, xóm Dừa đó, cái vô trong đó dạ, dạ được hơn á. Thôi vậy hả? Dạ. Vô xóm Dừa chơi với cô ba hả? Dạ. Được rồi, ngọ sẽ vô xóm Dừa chơi với cô ba mà, dạ. Chắc chắn à. Dạ. Ngọ gặp cô ba mà vui vẻ như vậy, ngọ vô cái xóm làm ngọ cũng vô hết trơn hết trời á. Nè, bà Vũ, bà này lâu có gì lâu kêu là bà Vũ hoài à, bà này là bà già. Nè, cái này mới là có nè, đó, em mặc đi, dạ. Em Vũ.
Mặc Ly, chiều nay ngọ ghé thăm Lị chơi, ghé dạ shop vừa thăm Lị chơi. Dạ chiều chiều xăm xẩm tối nha. Chắc chắn ngọ tối dạ, mà. Vô trời gặp ơi. Ba má em luôn nha. Ờ, lẹp quá chỗ lắm. Không được. Lẹp. Được mà, lẹp quá mà. Cho mọi quen hả? Đó là được. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiêu vàng bên bờ, kiên giang mình đẹp làm sao. Kiên giang mình đẹp làm sao. Bông mây xanh đồi bông nuôi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời tiếng ru chẳng nhu lên bên cảm quê hương, chẳng cũng đẹp đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp, chẳng lấp lánh lung linh bên nước đoàn táo về loan loan trên sông, màn trời đêm yên hạ thanh bình đêm bình yên hương lúa ngạt ngào đêm bình sông biển vỗ về. Khá lắm, khá lắm. Mấy anh em khá lắm. Sao? Hôm nay mấy anh em làm ăn ra sao? Kể nghe coi. Đại ca ơi. Sao? Bữa nay á, xé chút xíu nữa là thằng Tam nhỏ nó bị chụp rồi. Mày dở quá, tao ngồi đó tao thấy hết trơn á. Đại ca, sao? Cái thằng Kiều Châu đó, nó không phải là người bình thường đâu. Nó có nghề nó... Biệt. Em bị nó nắm trúng cái lưng quần. Rồi sao? Làm cho em bị rách một miếng đằng sau á. Ui da. Coi coi. Trời ơi gì miếng mày ơi. Lòi nguyên cái đít ra kìa mày ơi. Nhưng mà tao nói nghe. Mấy thằng Triều Châu này nó giàu có. Nhưng mà đi đâu nó cũng đi cả nhóm cả bầy với nhau. Có bộ khó nuốt tụi nó dữ lắm á. Đại ca. Ừ. Ban tụi mình á. Chỉ lấy tiền người giàu. Đúng rồi. Chứ được không có lấy đó. Tiền người nghèo. Nhưng mà người giàu thì lúc nào cũng đi chung một nhóm. À. Làm sao mà mình chơi được đại ca? Để tính coi. Cũng chua lắm đó đại ca ơi, không dễ đâu. Ê. Dạ. Chị ba. Gì? Hồ bao của chị ba đây. Ôi ôi hồ bao, hồ bao mày với mày với mày là chết. Ê ê ê ê. Trời đất ơi. Trời ơi mấy đứa nhỏ nó lỡ tay mà em làm gì đánh nó dữ vậy? Gài bẫy thì làm nhẹ nhẹ thôi, mày gài bẫy mày giật tao cái tao té gần chết à. Đổ ướt áo tao hết trơn mày. Lần sau làm nhẹ nhẹ thôi nha. Trời ơi anh coi nè. Giận dữ vậy không biết. Rách áo mới của em à. Phải rồi, rách áo mới. Tôi thấy đứng gần Chiều Châu nó sát rạc. Nó tặng cho cái áo khác rồi muốn gì nữa. Đó, anh nữa à. Chuyện làm ăn mà anh làm cái suốt ngày ghen tuông hàng chỉ đập mũi hoài khó làm ăn quá. Thôi. Vô đi vô đi vô. Gì vậy? Quay sao thấy ngó tùm tước. Đó, canh vợ chồng ta gây lộn đi vô qua nhiều chuyện với hàng xóm không à. Ủa, hả? Sao vậy? Sao không có gì? Anh nó chuyên môn có tật vậy không mà anh coi nè, em là thân gái liễu yếu đào tơ. Ừ. Đúng không? Hai vợ chồng mình nó cùng nhau làm ăn nó giúp dân nghèo. Đó, vô rồi toàn làm mồi cho người này giàu có, người kia giàu có, em muốn chết luôn vậy đó. Anh coi nè, đã vậy không thương em coi nè. Đó, anh là thân trai là sức dài dai rộng nè. Sức dài dai rộng chân si cà thọt em thấy hả? Con giật nó mà rượu con cái hay sao rọn được. Em thì em đẹp để em dụ nó được. Tôi mà dụ nó ói liền à. Bởi vậy em mới nói nghe nè đó. À. Phải không ạ? Đó chưa gì giận đó. Đừng có giận cái mặt già chát coi kỳ quá à. Đó, em nói nghe để em nói nghe mình á anh đó, áo bụt hết rồi đó biết rồi em á. Em cũng cố gắng em làm ăn thì thôi ráng bớt đừng có mà ghen tuông nữa. Ghen tuông hoài á thôi bỏ em bỏ em đi á. Trời ơi vô mặt giận cắn kìa cắn khỏi á chỗ nào mèm cắn giận tới rồi vô anh đó đâu phải không rồi. Vô mắt, tới rồi. Mau cái mà thiệt mau dạ. Lên cái mà lẹ lên dạ. Lẹ tay nhanh, mắt nắm chắc.
một lần cùng nhau cướp nhặt chặn bỏ mồi ngon. Con mồi là béo bở, hạt nhiều là hoa cỡ, nhắm thẳng ghen rừng cùng nhau ý ta cùng một phen tấn công. Mồi ngon ý đang chờ cùng nhau ta tiến lên. Mau cái mà thiệt mau, dạ dạ. Lên cái mà lẹ lên, dạ dạ. Lẹ tay nhanh, mắt nắm chắc một lần. Cùng nhau cướp, nhặt chẳng bỏ mồi ngon. Con mồi là béo bở, hạt nhiều là hoa cỡ, nhằm thẳng ghen rừng. Cùng nhau ý ta cùng một phen tấn công. Mồi ngon ý đang chờ, cùng nhau ta tiến lên. Hay da, tới rồi. Trời ơi, hồi nãy giờ chờ ngọn có lâu vậy? Trời ơi, Mặt Gia. Sao? Chờ lâu quá chừng chừng luôn à. Tưởng là Mặt Gia đổi ý rồi chứ. Trời ơi, ngọn nói ngọn tới chơi là ngọn chơi liền chứ làm sao đổi ý liền. Đúng rồi chứ cô ba là chơi mà. Mà sao trễ quá vậy? Trời ơi, thông cảm đi cô ba ơi. Cái lường mà vô cho cái phải dừa này nó hẹp quá à. Ngọn lấy cái tàu ngọn lách qua, lách lại, lách tới, lách lui. Bây giờ mới vô lại được đó. Ồ dạ rồi rồi, cái tàu của Mặt Gia đậu chỗ nào vậy? Nè cái tàu kìa, cái tàu bự thiệt bự, ba tầng đó. Trời ơi lớn quá Mặt Gia ơi. À dạ. Nói liền nghe liền vui nha. Cái tầng mà ở dưới đó dạ. Là ngồi lượng vàng bạc châu báu à. Hả? Ừ. Cái tầng ở dưới lượng vàng bạc châu báu. Ê, ê, ê. Trời ơi. La lớn quá vậy chứ. Dạ mừng mừng cho Mặt Gia. Trời ơi la lớn quá đó, cướp ngọ sao. Dạ. Giỏi giỏi nghe chơi vui nè. Cái tầng thứ gì đó là lượng gấm dốc lụa là đó. Cái tầng cái gì giống dốc luôn. Thôi thôi thôi, bà trời ơi, la hoài à. Trời ơi, nó cướp ngọ bây giờ á mà. Dạ, em mừng mà. À, còn cái tầng thứ ba mới quan trọng nha. Dạ. Cái tầng thứ ba đó là một lát chuẩn bị cho hai lớp mình lên ló chơi. Cái tầng thứ ba đừng ai vô hết nha. Vui mắt. À, phải rồi. Dạ. Cái tầng thứ ba đó là ngọ chuẩn bị là tiệc vụ là làng hoàng linh linh lắm rồi. Người nhà có chuẩn bị hết rồi, bây giờ mời lị lên tàu với ngọ chơi à. Trời ơi nhưng mà cái tàu của Mặt Gia đậu nó xa quá à, mà em không biết bơi, không ấy làm sao mình đi ra ngoài đó. Trời ơi leo xuống à, lướt tới đầu gối thôi mà làm cái gì đâu mà sợ. Lên lướt rồi lướt rồi. Ấy gì là ngọ leo lên lưng ngọ đi. Ngọ dạ. Cổng liền lên tàu luôn nhá. Cổng leo luôn lên ha, đi. Cổng luôn lên ha. Lên chơi vui lắm. Lên đây. Ấy da, trời ơi ăn mày nhiều quá trời ơi lắm vậy. Hay da, lì ăn mày hay ăn cướp người ta. Giang tay. Trời ơi. Giang tay. À, à, người của mọi tới rồi. Người của mọi tới rồi. Ai dám đụng đến thiên lễ hội. Chơi hả? Ba hiếp họ nè. Ôi, biểu diễn à. Quay, quăng nón cho ông ta. Chọc mày, chọc. Đừng bị mày. Hay là... Lý à, nhá, ta đó. Đen lên tám. Thank you.
chết rồi. Trời đất ơi, lẹ muốn hỏi chết cha lắm bây giờ nè. Trời ơi, đừng có lẹ nó nữa. Trời đất ơi, đứng dậy đi. Hết rồi, chết. Ta dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Trời ơi. Ây da, phe lịch chết ta, phe ba chết hết vậy. Trời, trời ơi, thôi đừng có lánh nữa. Thôi, đại ca. Dạ. Lê, Lê Ngọ nói thì cho đại ca nghe. Nói sao? Trời ơi, bọn Ngọ nè, là từ bên Trung Quốc á. Dạ. Trời ơi, Ngọ là Thiên Liên Hội. Hả? Thiên Liên Hội. Thiên Liên Hội. Phải rồi, ở bên Trung Quốc á, bị cái triều đình nhà Thanh á, lo sai cái thằng Di Tiểu Bảo á. Nó vượt Ngọ qua tới bên này nè. Rồi sao? Không có đất dung thân rồi. Bây giờ ấy giờ, xin nè, đại ca cho tụi Ngọ ở lại đây, cất nhà ở lại đây được không? Không được mày. Sao vậy? Tuy đây là đất rộng người thưa. Dạ. Nhưng mà đất thì đất có chủ. Thì... Còn gái có chồng. Trời ơi. Qua buôn bán vài ngày về được. Còn mày muốn ở đây hả? Mời đi nơi khác. Anh Tư em nói anh nghe nè. Cái gì mà anh nóng quá vậy? Bây giờ người ta tha xa cơ sắc thế, không ấy chấp nhận cho người ta để mừng ăn đi. Anh coi đó như là em thấy mạc gia đây cũng phải là phường vô đạo. Rồi tôi dòm cái mặt này tôi nghi dữ lắm rồi. Đi. Nó coi thường thân thể tôi rồi thấy không? Anh Tư. À đúng rồi. Ta nói là chim quý phải ở lòng son phải không? Anh Tư à. À tham sang phủ có nè. Tham phú phủ bần. Cái gì? Bây giờ muốn thấy người đó giàu hơn này gì vậy? Anh thiệt á. Được rồi vậy đi qua nha luôn. Anh Tư. Đi đi. Cái gì vậy? Anh... Theo nó luôn đi. Tụi bay đi vậy? Anh Tư. Biết mà. Thôi cô ba à, cô ba đừng có buồn lẽ. Nhớ nha, đi rồi đừng quay về nữa nha. Họ mất âm tình với Lị lắm. Cái bé nó lo cho Lị lậu à. Lị qua bé ngồi lậu. Mời Lị. Bà vô lo cho cô ba cho tôi. Một cánh chim bay nhớ nhung bao ngày, nhìn mai tranh siêu thương xót cho duyên phận tiêu điều. Ơi người ơi, một kiếp qua rơi, chơi dài giữa dòng nắng xoáy cũng xa mù khơi. Đàn đức cung tơ xôn sang mơ ngồi đứng ngóng trông mộng bông ai thầm thầm đêm. Con đò ngang mòn mỏi khơi xa, trôi theo bóng chiều thấm thoáng khuất xa màn sương. Nhớ mong ai theo hồn tàn quay, suốt đêm dài buốt đôi bờ. Tiếng đêm sầu ai. Ủa về hả? Em về rồi. Em nói rồi mà. Em muốn quen ăn xì dầu. Em quen ăn nước mắm thôi hà. Hay da. Vậy con Ngọ sao chứ? Anh Tư à, thế không bây giờ người ta xa cơ thất thế, người ta muốn lánh nạn. Thôi mình chấp nhận đi, giống như ngày xưa anh Tư tới đây lánh nạn nè. Miễn sao em về với anh rồi, em muốn điều kiện gì cũng được hết trơn á. Thì về rồi đấy nè. À, vậy là cho Ngọ ở lại đây hả? Dạ, được. Ây da, ở lại đây được rồi nha. Miền Nam tôi sông nước mênh mang, vừa xanh xanh cây trái ngục ngàn. Ruộng bao bao la lem lem hoa dung trắng hiên nhà. Từng đêm trăng soi sáng trên sông, cùng nâng ly thâu ánh trăng gần. Làng ngân vang người lăng lăng do sông tràn dâng. Miền Nam đồng lúa ngút ngàn, thuở cha ông ly phá mở vườn lòng. Tiếng thơ vang lời cuối bãi lầu sông Cù Long rồng tiên.
tiên uống quanh. Trần kinh thơm thơm cá lội ngược xuôi, phù sa lui cây lúa là tình vui. Miền Nam ơi tương phố ven sông, tàu ghe luôn chen chúc bên dòng. Ngựa xe qua cầu mới đó, yêu nhau không có lỡ chuyện lo. Còn nghe vang câu lý giao duyên, để con trai con gái như là lạc lòng quân và Âu Cơ trao có dòng tiền. Lệ con trai con gái như là lạc lòng quân và Âu Cơ chào con dòng tiên. Nhớ nhau rồi em chẳng sợ khi xa em mẫn đi.